Sáng ngày 23 tháng 3, giáo sư Drew Jupin Force, chủ tịch trường đại học Harvard Hoa Kỳ, đã có buổi diễn thuyết tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Nội chiến Hoa Kỳ 1861-1865, cuộc chiến đã qua đi, hồi ức và bài học lịch sử. Sự kiện có sự tham gia của hơn 500 giảng viên, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với cựu sinh viên Đại học Harvard tại Việt Nam. Bà mở đầu bài diễn thuyết với góc nhìn khác về chiến tranh Việt Nam. Theo bà, cả người dân Việt Nam và Hoa Kỳ hiện nay đều mong muốn nhìn Việt Nam với tư cách là một quốc gia hơn là cuộc chiến trong quá khứ. Trong bài phát biểu, bà D.G. Force, cũng là nhà sử học, đã đề cập đến cuộc nội chiến tại Mỹ, những con số và câu chuyện đau lòng của những người liên quan. Bà nhấn mạnh, những cuộc chiến này và hậu quả để lại vẫn còn là đề tài tranh luận quốc gia. Trước đó, bà D.G. Force và phái đoàn trường Đại học Harvard đã có buổi làm việc với Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, và Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Văn Sen, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, bàn về những hợp tác của các đơn vị. Trả lời báo giới sau buổi diễn thuyết, bà cho biết buổi gặp mặt đã có bàn về những chương trình liên kết trước đó giữa học giả các đơn vị và những hợp tác trong tương lai. Chương trình không chỉ dành cho những học giả Đại học Harvard nghiên cứu về Việt Nam, mà còn là cơ hội cho những học giả Việt Nam có quan tâm đến các vấn đề Hoa Kỳ. Tôi mong muốn tiếp tục tăng cường các mối quan hệ này. Phái đoàn Harvard cho biết, hiện tại có 16 sinh viên mang quốc tịch Việt Nam học tại các phân viện Đại học Harvard và trường sẽ xem xét các cơ hội hỗ trợ tài chính bình đẳng với những sinh viên Việt Nam mong muốn theo học trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ. Bà cũng cho biết, Đại học Harvard nghiên cứu rất nhiều lĩnh vực liên quan đến Việt Nam. Một trong số đó là về đồng bằng sông Cửu Long. Theo bà, đây là đề tài mà các học giả đang quan tâm và có thể đóng vai trò quan trọng trong tương lai.